Các bạn ơi, hôm nay chúng ta cùng tô bức tranh này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô đám mây màu xanh. Sau đó mình sẽ tô lá. Tiếp theo mình sẽ tô thúng gà này màu nâu. Mình sẽ tô nạt lại màu nâu. Tô gạo lên màu vàng. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.